Ôi, chào tất cả mọi người luôn, 8 triệu anh em luôn. Hôm nay chúng ta sẽ lái ở đâu ta? Quên rồi. Wedding Ranch. Ok, trời nóng như lửa đốt, mình đi ra thử barbecue coi sao. Ok đâu, ồ hả? Có quạt mới rồi luôn, ngon lắm. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu nghe. Ok, go. Ồ, vô luôn. Bây giờ mày cái kìa. Coi cái quạt lớn không nha. Có trái nha anh ơi, có trái nha. Có trái, có trái. Có trái nữa. Trái nha anh ơi. Quay lên đường, lên đường. Đi lên đường, phải trái, trái. Lên đường. Lên đường. Rồi, chúng ta đậu xe ở bên nè. Xe rồi. Bây giờ đó mình đi ra đường. Mình chạy lại mình bắt đầu từ đến ở dưới chân núi bên kia nha. Ok, đường sáng Mỹ rồi. Buổi sáng này hơi vắng nè. Tại sao mình đi sớm ha? 7 giờ sáng à. Với lại cô viên nữa nè đó. Nó vắng. Thì đằng nào cũng phải chạy đường này. Nó chừng cái nắp ra. Này xanh, này xanh. Cái chỗ này là quang ngon rồi. Mày có biết quang thì chạy ở sau lưng nhà dân thì sáng hơn không? Nó đỡ tưng. Cái gì vậy, quang thì dìu được ra chứ không có cổng đâu nha. Trời mát luôn vậy đã. Thôi mình về vô cây cối rồi, đỡ. Kịp không? Đèn xanh lâu rồi đó, bấm đi, bấm đi. Bấm thì nó lâu hơn. Ủa sao mày mua hả? Rồi xanh, đèn xanh. Xanh, xanh, chạy, chạy, chạy. Đúng rồi. Làm sao có quà nghỉ mệt. Ủa, cái đường này mắc gọi là đường này đúng không? Qua đường là tới đúng không? Ok. Ra đèn mới, ra đèn mới, chạy luôn. Nào mới giọt nhanh luôn, nhanh luôn. Mới thì nó kịp. Ủa sao đường này không giống gì vậy? Ủa sao cái đó đường back rồi mà không phải? Quên, cái đường back mình phải quẹo cái đường nhỏ qua. Thank you.
bánh mì mà mặt ngon vậy? Bánh mì nước lạnh à? Lạ. Ủa sao ngộ vậy? Cái món sẵn nó thay quá. Ừ ha, nó không có giống nhau, không có điều. Mỗi brand nó ra cái khác khác chút. Ừ. Rồi có chè không? Rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi làm vô kẹo nha. Đó. Wow, bên đây có mấy chỗ mà kinh người ta tắt hết rồi. Ừ, nhưng mà người ta cũng quay đi hết rồi. Bên đây có ai hỏi hàng gì nữa không? Vô luôn. Rồi, quán được không thì kêu nha. Ok. Được không? Mà lâu lâu đi mình đổi lên đổi xuống cho hai đứa có vô trong phim đi. Được kêu nha. Tưng quá thì kêu nha. Tưng không? Morning, good morning. One more, one more. One more. Thank you, thank you. Đây là sang số bắt trước ông Cường nè. Đức gì sao? Quá ơi. Wow, trong này mát mẻ đẹp à. Cây cỏ à. Ok Quang ơi. Hôm nay có người cạnh tranh sống rồi nhiều rồi. Đó rồi. Một kênh nồi mà có mấy đứa, hai kênh nồi thì chia ra. Mỗi đứa ta 4 triệu view. Ờ, rồi đứa căng mà chạy cạnh tranh nữa. Đá là tưng nè, có được không nè. Wow, trời mát mẻ. Đi già, dần miếng nước à. Không ra, chùi chùi. Chưa biết hả? À, để từ từ. Nhưng mà Quang nhìn đâu, có nhìn trên phone không? Chứ nó qua phone không? Qua phone thì mình bấm record hay là stop thôi. Chứ đang chạy là chỉnh gì nữa. Chạy rồi chứ lo chỉnh hoài. Bây giờ Quang thấy khó khăn nha. À, không bấm cái nút gì không được. Rồi bây giờ kháng giờ, cứ lên sóng. Morning. 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 One more please. Thank you. Kháng giờ, cứ lên sóng sao cạnh tranh với mình. Bây giờ mấy cô giữ dần đó. Chỗ này mang đuôi hết. Nóng. Hay quá. Rồi, thành lại lại gì. Tu qua là bằng chứng rồi đó. Lại hại ghê. Morning, two more please. Quang đừng tưởng mở nha. Giống này chỗ này kỳ quá vậy. Làm chậm coi ra nha. Ờ, cái chân đó. Cái chân nó cấm cái bánh. Nhưng cái đít là sao chút. Sợ nó cấm cái đầu á. Xuống cái mấy cái rảnh nó hiểm vậy á. Cắm cái bánh trước cái nông vòng. Cho nên tại sao mà người ta mua cái xe mà nó là thằng chính á. Cho nên ngay nè đó. Cái bằng nó bự á. Thì mấy cái chỗ đó nó tốt. Người ta quen rồi. Quen đi cái đến Sài Gòn chợ lớn rồi. Bây giờ đạp cũng phải Sài Gòn chợ lớn. Sài Gòn chợ lớn. Nó mới sexy. Sống à. Chạy qua lỏng đất tâm mì. Ờ, Biker, cho tao qua đi. One Biker. Ok, put in. One Biker. Ok. Thấy nhà bà chưa? Dạ. Yeah. Đó, thử coi. Nằm đi. Chạy qua ơi. Chạy cho vô pin nè. Cầm tanh nè. Rồi được không nha. Cái camera nó dùng gì vậy bé tí à? Ờ, à. Oh, cái bốn hả? Cái bốn mà sao qua phone được hả? Wow. Ờ. Ờ, thấy cái bấm record hay là stop thôi. Từ từ quen làm chứ tôi.
đang chạy mà tức lên lên đi ngoài. Cắt nữa nè, cắt ít. Mình nằm lên. Ê, quăng cái kì. Quăng cái kì. Không sao trời. Không sao. Không sao, mình cũng qua được. Mình cũng qua được. Nó đi quăng qua đi. À, mình cũng qua được. Ai da, trời, gần hết chết. Cô qua gần nghèo hết rồi. Có mình qua rồi. Ý, giờ lên giống. Khèn quá, cậu dở chỗ này. Mát mẻ quá. Mấy ngày ba chưa? Này bà chạy cá thì dở. Dở quá. Cá nhỏ nha. Good morning, one more please. Good morning, one more. Thank you. Đổ hồi hộp rồi. Chưa có nắng. Đổ hồi. Good morning. Good morning. Okay. Okay. Last one. Thank you. Lên luôn. Cái trò dữ dằn lắm. Đúng nha. Làm gì vậy? Không gì đâu được. Thắng chậm lại thôi. Thắng chậm lại. Thắng ai nhảy xuống yên đi. Cao quá là mình chậm kịp. Chưa. Thu quen rồi đó. Morning, one more please, thank you. Thấy vậy luôn trời. Cái bà tàu ai, phải xin rồi. Đấy các bạn, bạn chú ơi, cũng đâu rồi, hậu rồi. Trời ơi, dành nó chạy rồi. Quá mãi này hả? Ủa lậu rồi. Good morning. One more please. Thank you. Thank you. Được rồi. Quang bữa này yếu hắn đi. Cái kiểu hắn đi. Đúng quá. Đây các bạn gần chú ơi. Đây các bạn chưa? Morning, one more please. One more please, thank you, yeah. Thank you. Đuôi à. Đấy hả? Đi mà chú ơi. Đi mà chú ơi. Rồi chúng ta tới ngay đây. Con đi à? Con có cái giấy hả? Xin vào đây chút nha. Ủa? Ơ mày chạy hả? Ờ nó này không ai nè. Ờ. Nhận chút ơi. Rồi. Ở chỗ này nhận chút nha. Đó là chỗ này cơ. Đi ra chạy xuống nè. Ủa, chú cao quá mày. Hả? Rồi, bắt đầu đi nha. Bắt cái chơi xong rồi mấy người đông này cho tao qua luôn đi. Rồi, ok không? Lên hả? Rồi, đi chơi nhà mày nào tốt rồi. Wow, chỗ này cực lắm nha. Bạn má nhà có lý là cũng được lắm à. Cái lá tròn nó cũng bên giờ. Cái làm có cái mùa hả? Giúp giúp bên á. Cứ làm đi giúp để mình ghim vô. Giờ nó lại cái bên kia mình ghim được. Hay á. Hay thấy rồi.
Rửa luôn anh. Rửa luôn. Chuyển tích nha. Thấy chưa? Dạ. Ok. Cái dốc chót lên con. Quạt tới này, trời ơi, mấy cô khỏe quá. Rồi, chúng ta tới cái đỉnh. Nhưng mà chú ơi, cô bóng mát nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn đường dưới, có cái đường dưới lấy bỏ cái này. Rồi 8 triệu review nha, coi cho nó sao nha. Sâu quá nha. Cứ từ từ thôi nha. Chậm chậm thôi ơi. Chỗ này xuống sâu lắm, chậm thôi. Bỏ lên rồi hả? Không sao. Rồi đạp lên, đạp. Lên luôn. Dốc nhẹ nhàng. Cứ dốc từ từ, đành trốn nè, chỗ này nó sâu nha. Hoa kìa, đi trước không cứ. Không có ai để đo đất độ à. Đạo thiếu nè. Để cho ngang nó ba lần xong. Quen rồi thì đập lại. Đó, tiếp lắm nha. Chậm thôi. Chậm nữa. Few more people. Chậm nữa mà, chậm nữa nó xuống à. Cái chỗ này nó xuống ào đây thắng kịp. Morning. À, nó xuống sâu rồi mà ơi. Thì cái xuống là được rồi. Trong này nó không có đi 1 triệu. Ở bên kia nó đi. Tâm mì đây dễ dài. Mình đi tâm mì. Anh này cũng được thì sao. Tâm mì là phải nhất. Quen thì chắc không biết. Khoảng chắc lúc được lúc xong quá. Tâm mì phải hơn nè. À.
Ừ đúng rồi, tao cái thằng này đó nha, đầy cái thằng cơm bé tối nữa. Thằng này là chầu là tốt, nó nhẹ đó. Chứ thằng kia là mình mỏi tay lắm. Đây hãy chân đứng ngang thấy nó nằm á. À, nhóm nhóm rồi chút. Bọn này nó cao, nó gần quá đó. Mình không đủ sức rồi. Hết chưa? Đẹp quá à. Ngừng đây chút đi. Bữa nay để coi tấm điểm của Thanh coi. Bữa nay để Thanh được 9 điểm. Giỏi. Chạy mà mình thấy an tâm rồi mình tính. Rồi, 800 triệu người view hoạt cũng giống nữa nè. Từ từ cần cho biết nè. Không sao, cái nhà buồn miệng. Ờ, đâu có lo, đừng lo. Chạy được, chạy đường này không có chạy gần đâu, đừng lo. Đó. À, trời mát quá, nắng lên. À. Lúc trước đi vậy bên cái chỗ gì đó, ra biển đó. Trời nó hơi ấm ấm mặn đi, chỗ nó lạnh như là tủ lạnh. Chỗ nó quên lại gì vậy? Không quen nữa, gì quên đây. Ôi, gì vậy, nó lạnh mát luôn á, như tủ lạnh luôn á. Mà đi tới cái đất em á, mình nhớ là đi tới cái kia. Ờ, qua cái cầu là cái đó, đó là dưới chân núi tùm lum rồi. Ồ, nó nhanh quá, em cứ chạy thẳng là đừng có giúp panic dễ lắm kìa. Anh không thấy nó nữa. Nó vừa nói anh vô đây là nó giật luôn kìa. Ở dưới thường á, mình đừng panic tùm lum la là nó ok. Cái thằng nó né được. À, vô khu này mát nè. Cây cỏ nè. Nó có mát nha, có thằng xe biker, biker. Biker, ok. Nào, nó anh dành thôi. Nó đâu có press anh được. Thấy người ta vậy mà nó cứ sánh. Ờ. Làm như là kể kể ờ chạy. Nói chung mà nó làm ghê. Nó phải nói nhưng mà người ta ghê nó chạy rồi. Nó làm ta người ta feel nervous. Người ta chạy nó sẽ không tốt. Ý, già quá, già quá. Làm sao? Làm sao? Hay đó. Bike cơ. No hurry. Quên cái vụ lên giống lo nhìn mấy người kia. À, lo nhìn mấy người kia. Có thằng bike cơ lên nhưng mà thằng này à. Sự nói không sao, no worry. Tí nè, ghê lái đi. Chơi, nó nhường, nó nhường lại chút ta. Chạy như ngoài, nó đâm đường. Nó làm tới. À. Đây, chúng ta đã tới ngay chỗ này. Đường này là gần tới rồi. Này chạy cho cái đầu lên giúp nè. Chúng mày coi. Còn lại là easy. À. Mày cũng thẳng nghe, ở chỗ này gì chứ nó sạp nha. Chát đi. Vậy thì dễ quá, Thanh không nhớ chỗ nào có nữa. À. À. Anh hỏi, ủa mấy cái chỗ khó đâu hết rồi? Quá rồi. Ghê lắm, ghê lắm. Ghê nha, bữa nay thấy cái dâm trong đầu hôi vậy. À. À. Yeah, lên dấu đó mới không có bóng cây. Thì nó mới nắng. Căng. Thằng Taliban ai trên mặt. Thẳng nha, có cá kìa, thẳng nha. Hacker. Trời, mình qua nhẹ nhàng hả? Ừ. Mấy ông muốn đi cái anh mình đi đường này đâu lên được. Mình đi đường này xuống dốc thì cái người kiệu nó cho. Phải không? Cái đường lúc mà mình vô á, là quanh quê à. Chạy. Bây giờ phải dành cho ép mình hoài. Nhưng mà không sao. Ờ, thằng nào cái lớn mà mình né, anh né. Wow, chúng ta vô qua ở đường hầm ở trên là phi quay nè. Mình đã về gần tới Bắc Kinh nè. Mình đi rất là nhanh luôn. Trong nhớ mà không ai chờ mình là coi như là đi là rất là nhanh luôn. Nói chung là phải chờ mình nên mới chậm thôi. Đó, bây giờ lên được trong Bắc Kinh nè. Hả? À, nghĩ chắc chưa đâu, nếu mà đi bay road nó đường bự không thì được. Cái chỗ này xuống đông là có. Mà chắc biết bộ. Mấy cái đường mà nó bự nhưng mà nó. À, thì tạm cái đường đó thì ok rồi, nhưng đi nó đường đất. Đất đó. Sáng nó xong đậu bên này nó mát.
sao dám tính đâm đây nè. Đó nó đọc đó rồi về ngừng đó. À, đây chúng ta đã tới Bắc Kinh nha. Bây giờ đây chuẩn bị chưa? Rồi chào tạm biệt chấm 800 triệu như dòng thế giới nè. Ba hai hẹn gặp lại lần sau nghe. Ok rồi.